PowerPoint vn. Chúng ta tìm hiểu qua các vấn đề về kỹ thuật. Nói chung tôi cũng chỉ trình bày những gì cần thôi, chứ không trình bày hết. Có nhiều cái chúng ta sẽ không dùng, thì cũng không nên biết làm gì. Ngoài ra trong video này chúng ta cũng chỉ học những gì cơ bản và tổng quan để bắt đầu. Còn chi tiết, còn nâng cao chúng ta sẽ phải học qua quá trình làm bài tập. Trước hết muốn giới thiệu với các bạn các khu vực của slide. Ở bên trái này thì đây là các slide con hay các Template Nó cho phép cho chúng ta thấy là thứ tự và vị trí của các slide. Ở trong này còn rất nhiều các thao tác và các chi tiết khác đó nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Bây giờ chúng ta đi cái phần đầu qua đã. Thế còn bên phải, bên màn hình lớn này, đây chính là khu vực trang chính để mà chúng ta thiết kế, vẽ vời, trình bày nội dung ở trên này. Thế còn phần dưới này nó bị lấp ở đây. Cái phần dưới này chúng ta có thể để con trỏ vào đây nó xuất hiện mũi tên hai chiều chúng ta có thể kéo lên đó hoặc là chúng ta cứ bật ở đây đây là cái phần nốt phần ghi chú ghi chú cho mỗi slide đó thì trong quá trình trình chiếu chúng ta có thể hiện cái phần này để, cho chúng ta có thể đọc trên khu vực này đây là cái khu vực menu các cái thanh công cụ và các thanh công cụ chúng ta có thể gấp lên trên này gấp như nào và tại sao chúng ta gấp thì chúng ta sẽ đi chi tiết sau ở phần dưới này thì đây là các cái chế độ nhìn chế độ xem ở đây là cái thanh quận để zoom ra zoom vào để sơ qua về các khu vực của slide ở trước hết là thì chúng ta sẽ phải học qua chế độ zoom chế độ view của con trỏ này chúng ta thấy cái thanh quận này đúng không nhưng ở đây chúng ta sẽ không bao giờ dùng thanh này để, để chúng ta zoom ra zoom vào cả mà chúng ta dùng cái này chỉ zoom từ giữa zoom ra thôi đó Giả sử mà bây giờ tôi muốn sửa cái nhà này chẳng hạn Để thế này thì nó bé quá đúng không Chúng ta không thể nhìn thấy đúng không Thì cần phải zoom to lên Nếu mà chúng ta dùng cái này Thì chúng ta thấy là Cứ từ giữa zoom ra Và chúng ta phải di con chuột này Đó Và nếu mà di không khéo ấy, Thì có thể là chúng ta sẽ bị nhảy lên cái slide khác Đó Đây cái bất tiện khi mà chúng ta dùng cái thanh quận Để zoom ra zoom vào này Thì có một công cụ mà chúng ta sẽ thay thế nó Đấy chính là Chúng ta giữ control Đang chuột giữa ở đây nó có một cái nguyên tắc đấy chính là con trỏ ở đâu thì tác dụng zoom ở đó. Ví dụ chúng ta đặt con trỏ ở cái màn hình chính này, màn hình thiết kế này, chúng ta giữ control và chúng ta lăn chuột thì nó cũng sẽ zoom từ giữa zoom ra, nghĩa là nó không tập trung vào đâu cả. Thế còn để mà nó tập trung vào một đối tượng nào đó, ví dụ như là cái nhà này, thì chúng ta chỉ cần nhấp con chuột vào cái đối tượng đó và chúng ta zoom thì nó sẽ tập trung đúng vào cái đối tượng đấy. Ví dụ cái nhà đúng không? Đây là cái tên lửa thì chúng ta nhấp ở đây, nó sẽ zoom đúng cái tên lửa. Chúng ta có thể thay đổi các cái hình ở trong này đó đôi khi thì chúng ta cần phải thiết kế chi tiết bắt buộc chúng ta phải zoom này và cái này nó phải rất là linh hoạt zoom ra zoom vào đấy chúng ta muốn các cái slide con nó bé nó to đôi khi bé này chúng ta nhìn không biết mặt mũi nó làm sao thì chúng ta cũng có thể đặt con trỏ ở đây và chúng ta giữ con control để chúng ta lăn chuột nó cũng sẽ to nhỏ tiếp theo đôi khi phần nốt bé xíu này chúng ta không có cách nào để mà chúng ta đọc cả đúng không chúng ta không thể đọc nhìn rõ được ở đây nếu mà chúng ta bôi đen và chúng ta cho cái cỡ chữ này nó mươi 722 đi chẳng hạn chúng ta thấy nó cũng không có to hơn bởi vì đây nó thể hiện chế độ zoom chế độ view chứ nó không thể hiện để cỡ chữ cỡ chữ này dù có to dù có bé thì nó vẫn cứ bé nếu mà chúng ta để cái chế độ zoom nó bé để cho nó to lên chúng ta đặt con chuột đặt con trỏ ở đây và chúng ta giữ control chúng ta lăn đó thế còn nếu mà ở trong cái chế độ slide shorter này tôi bật sang đây thì nó cũng có cái tác dụng dùng ở đây đấy là nguyên tắc con trỏ ở đâu thì tác dụng zoom ở đó cái này thì nó áp dụng chung cho cả bộ office kể cả excel lẫn kể cả word đôi khi trong Excel nếu mà chúng ta muốn zoom vào cái ô bảng nào ấy thì chúng ta nhấp vào cái ô đó và chúng ta giữ Ctrl chúng ta lăn chuột thì nó sẽ không chạy lung tung